viên này phơi. Không phải nó đưa tiền cho anh rồi. Nó đưa tiền cho anh rồi. À, bảo lên gặp em, sợ là nó ngại không lên. À, thôi được rồi, anh bảo lên. Đấy, bảo lên. Nên gặp em tầng 2, anh đưa cho nó cục thiết bị cho anh nhé. Đúng nhá. Không, anh nó đưa cho anh rồi. Thì tí nữa anh về gọi mai, anh lên trên điện. Mày để xe ở cửa, mày lên tầng 2 hỏi gặp em Dung. Mày để xe đấy, bảo vệ ở trong mà. Hả? Lên nhập nhập. Ừ, cứ lên vô tư thôi, cứ lên tầng 2 ấy. Lên tầng 2 hỏi gặp chính Dung ở trên tầng 2. Chính là trong kho. Mệt mỏi lắm. Mẹ con học lớp 1 rồi làm nhà mà sách sách vở vở đèn đèn đóm đóm. Mẹ học lớp 1 nó mang cái cặp mà thì mẹ to bằng cặp của tao. Về học, mẹ quê còn kéo nổi. Còn mẹ cứ phải về họ. Thì mình đang học ra. Như thế ngồi vẫn chống cận chưa? Đây cảm biến này. Cái đèn chữa điện thoại của bố về cho biết cho dễ. Mẹ nó ra bài về nhà từ 7 rưỡi tối 11 giờ đêm đã lặn được 34 chữ đến hai mẹ con. Ta ngồi tới là con là phải chơi nó vật nhau đến 34 chữ. Đây cực dương này. Bên này cực âm này. À. Rê cảm biến. Sáng có điện cho cô đi cô nhà máy. Cô lấy ra hoa hậu. Cô đang sáng cầu đầy điện thoại cũng nhiều luôn. Lại cho nó mắt. Nào đâu? Hả? Bỏ cho nó bị gì đấy. À hỏi. Đây là vì mạch của iPhone. Hỏi cô ơi, bán hết sim chưa? Lên đi luôn. Mày đêm mới sướng mày bảo anh phát anh bảo luôn. Mày ngày đấy chạy phát bảo. Đây là pin iPhone. Tại vì là trong tầm xử lý được. Đến cái thôi. Nhập viện hay không? Nhập viện thì đấy là không thì